này thiện hiện vì pháp không nội chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện, vì chân như chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng, vì pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng, này thiện hiện, vì thánh đế khổ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì bốn tịnh lự chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì tám giải thoát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện, vì bốn niệm trụ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng, vì bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng, này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì mười địa bồ tát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì năm loại mắt chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì sáu phép thần thông cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì mười lực Phật chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì pháp không quên mất chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì trí nhất thiết chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì tất cả pháp môn đà la ni chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì tất cả pháp môn tam ma địa cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì quả dự lưu chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì quả vị độc giác chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì tất cả hạnh đại bồ tát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng